Kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Trăm mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với clip mới nhất của kênh vào ngày 22 tháng 6 hôm nay nha bà con. Giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú rất là đẹp với bà con của mình nha. Xin chào anh ơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này giao lưu với bà con một số tác phẩm cũng mới về sưu tầm về nha bà con. Thì hôm nay có một số như là chanh gỗ chắc nha, giá trị là cao để giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại của em 0772 8772 78. Em ở tại khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Và đầu tiên vô em xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là mã số 1 chắc nha. Đây là một cái bộ tấm chanh, nó tấm chanh treo tường nha bà con, rất là đẹp luôn bà con mình xem đây. Đó, chất liệu là gỗ chắc nha. Đây, gỗ chắc này là gỗ chắc xưa nha bà con. Gỗ này là bao xưa bà con mình luôn. Đó, bây giờ mà một cái miếng gỗ bê lớn mà tìm gỗ chắc cũng không còn đâu nha. Chỉ có hàng xưa mới còn lại thôi. Đặc biệt người ta cẳng á, bà con mình xem rất là đẹp. Ốc thì đỏ lửa, vàng chanh, xanh thiên lý nha. Bảy màu lóng lánh luôn. Đó, những con hạt nè bà con mình xem. Đó, những con giống như con hồng hạt luôn nha bà con. Nhìn nó rất là hồn luôn nha. Đó, cho nên bức chanh này cái giá trị của nó thì nó rất là cao. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha. Chiều cao á, chiều cao bức chanh em đo lên nó là khoảng chừng là 49 thôi. Đó, chiều cao là 49 nha. Còn cái chiều dài tổng thể là 99. Đó, tùng hạt nha bà con. Và đường kính ở cái chiều dày của cái khung cái chanh là 3 phân. Đó, còn cái khung giữa nha, khung giữa gỗ chắc xưa này là nó tới là khoảng chừng là 37 nha, khoảng 37. Đó, bà con mình xem đặc biệt á, những cái vị trí này, những cái bông hoa này nha, đều là cẳng ngà hết. Con mình xem rất là đẹp nha bà con. Đó, còn văn gỗ này mà màu này màu vàng này là văn gỗ tự nhiên nha. Đó, bà con mình xem. Chất liệu là làm bức chanh này là những chất liệu rất là quý giá nha bà con. Đó, chất liệu ngà là bà con mình đã biết rồi ha. Em bao cho bà con mình kiểm tra 100% là ngà và ốc bảy màu Singapore nha bà con. Nhìn rất là hồn luôn bà con mình xem đây, rất là đẹp nha. Nghệ nhân người ta làm nên bức tranh gì cũng tính cái hồn của ta, người ta đặt vô rất là nhiều. Đó, cho mình xem tùng hạt trường sơn nha. Đó, những cái bông hoa mẫu đơn rất là đẹp. Những cái vị trí trắng này đều là ngà nha, cho mình xem. Đây, và mặt phía sau lưng gỗ đây nha. Đó, bao và con của mình đúng hàng đúng chất liệu sản phẩm nha. Đó, rất là đẹp, con mình xem đây, con gỗ này nha bà con, gỗ chắc xưa nha. Nói về bà con mình treo lên tường thì rất là đẹp nha. Những hàng này nói chung là rất là độc đáo, đây rất là hiếm có luôn nha bà con. 102 giao lưu bà con của mình, cái bức này em giao lưu bà con mình với giá là 30 triệu nha. Đó, 30 triệu bao ship toàn quốc bà con của mình luôn, rất là đẹp nha bà con. Đó, bao bà con mình cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng dùm em. Nói chung mấy bức tranh này là rất là quyết nha bà con. Và mã tiếp theo là số 2 dắt. Đó, một tấm, hai tấm. Đây, hai tấm là một cái đôi là chim công. Bà con mình xem nhìn rất là hồn luôn nha. Nó đứng giống như trên một cái cây tùng đó nha bà con. Một cái đôi chim quy ngương nha. Đây, phu thê nguyên mãn nha bà con. Phu thê nguyên mãn, hạnh phúc bình lâu. Đó, bà mình xem rất là đẹp. Ốc thì bao ốc chuẩn bà con của mình luôn nha. Nó đỏ lửa, vàng chanh, xanh thiên lý. Nó gỗ là gỗ chắc nha bà con. Gỗ chắc là khói giữa là liền khói. Đó, bà con mình xem. Đứng trên là người ta làm một cây tùng. Đó, một cái đôi chim nguyên ngương đứng đó nha. Chiều cao này em đo là khoảng 93. Đó, một tấm chiều cao là 93 nha. Còn cái chiều rộng ra mỗi tấm á, chiều rộng mỗi tấm là 48 thôi. Đây, còn hai tấm chiều rộng tổng luôn nha, là 96. Hàng thì bao chuẩn lệnh tích liền lạc cho bà con của mình luôn. Khung chanh này nó dày khoảng 3 phân. Nó có móc bà con mình dèm treo lên tường nha. Văn gỗ này là văn gỗ tự nhiên nha bà con, xem dùm em nha. Những cái màu vị trí chỗ này là văn gỗ tự nhiên, còn những cái vị trí trắng này á là đều là ngà. Nói bà con mình xem. Nó một cái đó hoa như hoa hồng bà con mình xem rất là đẹp. Đó, và một cây đôi chim phùng dung nha. Đó, phu thê nguyên mãn, hạnh phúc bền lâu cho bà con của mình, rất là ý nghĩa và rất là hay. Ở bức tranh này nói lên là rất là nhiều điều hạnh phúc gia đình, cũng rất là đẹp luôn nha bà con. Chất liệu quý lắm nha bà con. Chanh thì ban bao bà con mình làm tích cho liền lạc nha. Và chất liệu là gỗ, gỗ này là gỗ chắc luôn, bây giờ rất là cũng rất là hiếm luôn rồi. Nói chung là rất hiếm luôn nha bà con mình xem giùm em. Đó, những cái tác phẩm nào, vị trí nào bà con mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo bên em nha. Em trực tiếp cho bà con của mình xung luôn nha. Hàng này nói chung là rất là độc đáo rồi nha bà con. Hàng này làm thủ công 100% là bằng tay hết. Mình xem rất là đẹp. Đôi này em giao luôn cho bà con của mình với giá là 40 triệu. À, 40 triệu em bao ship bà con mình toàn quốc nha. Bao kiểm tra hàng luôn nha bà con. Đúng hàng đúng chất liệu sản phẩm bà con mình nhận nha. Và mã kế tiếp số 3. Số 3 dắt này em có về là một cặp cá nha bà con. Đây, Lý Ngư Vọng Nguyệt. À, cá dưới ánh trăng. Bà con mình xem một cái đôi cá chép nhìn rất là hồn và đẹp. Và ốc này là ốc đỏ lửa, vàng chanh, xanh thiên lý cho bà con mình xem đây. Gỗ là gỗ gõ nha bà con. Hàng có chất liệu thế nào sẽ báo bà con mình đi như vậy nha. Đó, này là gỗ gõ, khung giữa là liền khói.
Đây, chiều cao như thế này em đo là khoảng 117. Đây, 117 nha. Còn một tấm á, chiều rộng ra là khoảng 30. Đó, còn chiều dày khung là 3 phân. Hai tấm gặp lại thì nó tới là 60. Đó, bà con mình xem cây trúc người ta làm cái màu nó lóng lánh rất là đẹp. Màu nó dạ quang lên. Đó, bà con mình xem màu những cái nước ngốc đó nha. Đó, con cá nó dòm nó rất là có hồn luôn. Bà con mình xem đây. Cho em xem mặt sau của gỗ lên lại đây. Gỗ này là gỗ gõ nha, khung giữa liền khối nha bà con. Đây, con mình xem giùm em. Chuẩn hàng lành tích và liền lạc cho bà con của mình luôn nha, không hề lỗi lầm. Cái nào có lỗi sẽ báo bà con mình nha. Tuy là những cái hàng này cũ qua thời gian 5 tháng thôi, nhưng mà nó vẫn còn lành tích và liền lạc hết. Đó, khi mà cái nào có lỗi thì báo bà con mình nha. Bộ này em giao lưu bà con mình giá là 10 triệu nha. Một cặp này em giao lưu bà con mình giá 10 triệu. Đó, rất là đẹp nha bà con. Cá chơi cá dưới kính trần nha. Và đến với mã tiếp theo số 4. Đây cho bà con của mình hữu duyên quan hỷ nha. Em cũng vừa sưu tầm về được một tác phẩm này là mẹ Quan Âm. Đó bà con mình xem. À, bà con mình hữu duyên. Đó, rất là đẹp, rất là thần thái luôn cho bà con mình xem. Ốc là ốc đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý, bao ốc xịn bà con mình luôn nha. Nó từng những cái chuỗi nghệ nhân người ta làm đặt cái hồn vào. Đó bà con mình xem. Nói chung là tấm này là không chơi vào đâu nha bà con, nên giá trị nó cũng rất là cao. Đó bà con mình xem. Những cái đài hoa sen này cũng là chất liệu ngà luôn nha. Đài hoa sen do mẹ đứng là bằng ngà nha. Bà con mình xem từng những cái đám mây cho nên là một cái chiếc áo của mẹ mặc nha. Đây bà con mình xem. Nhìn rất là đẹp, ốc là màu lóng lánh luôn nha, không chê vào đâu. Đặc biệt gỗ này là gỗ chắc nha bà con. Em bao bà con của mình là gỗ chắc hết nha. Đó, chiều cao này em đo là khoảng chừng là 72 thôi. Đó, chiều cao 72 và chiều rộng ra là 40 nha. Và chiều dày của chanh là tầm 3 phân. Đó, chanh thì làm tích liền lạc gỗ chắc, hay nguyên một khối giữa nha. Gỗ này rất là dày, đó bà con mình xem. Đó, rất là dày dặn nha bà con. Đây, hữu duyên quan hỷ nha. Đó, hôm nay mình gặp được mẹ, mình thỉnh mẹ về mình thờ mình cúng, là chung là rất là tốt cho gia đình rồi, sức khỏe trong nhà luôn nha bà con. Đó, bà con mình xem rất là đẹp, không chê vào đâu nha. Bức này em giao lưu cho bà con của mình với giá là 19 triệu. Đây, 19 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình hữu duyên quan hỷ nha. Hôm nay mình gặp được hoặc bà mẹ Quan Âm nha. Và mã tiếp theo số 5 dắt. 5 dắt này em có về được một cặp là câu đối. Đó bà con mình xem, một cái đôi lĩnh nha. Rất là đẹp luôn, tích chim hoa. Đó, tích này là hai cái đôi chim phú quý nha bà con, tượng trưng là cho phú quý bắt đầu hạnh phúc bền lâu. Ốc là bà con mình khỏi chê rồi, bà con mình nhìn sản phẩm là mình có thể định giá được cái sản phẩm nha, nhìn nước ốc và chất liệu nha bà con. Không hề bị bong chóc chỗ nào luôn nha. Đây, đây, chiều cao em đo là khoảng đây, chiều cao mỗi tấm thế này là 2m22. Đó, chiều cao là 2m22 nha. Đây, mỗi một bức á, chiều rộng là khoảng chừng 25, hai bức nhập lại là 50 nha bà con. Gỗ liền khối luôn nha bà con. Gỗ này dày là gần 3 phân, đó, hơn 2 phân rưỡi nhưng mà cả 2 phân 7, gần 3 phân. Bà con mình xem rất là đẹp, những cái đôi chim phú quý đây. Đó, bà con mình xem tượng trưng là cho những theo mà thời xưa xa xưa nha bà con, gia đình mình hạnh phúc đó nha. Bà con mình xem rất là đẹp nha bà con. Đó, ốc là khỏi chê vào đâu nha, bà con mình xem và đánh giá được giá trị nha bà con. Đôi này nói chung là gỗ liền lạc lành lặn, chất liệu của nó là gỗ gõ nguyên khối nha, nguyên một miếng luôn. Đó bà con mình xem không hề chấp ghép nha. Quay mặt sau luôn rồi. Đây, rất là nặng nha bà con. Mỗi tấm của mình tham khảo ha. Đó, có móc bà con mình về mình treo lên tường thôi. Những sản phẩm bên shop của em đều bao cho bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha bà con. Đây, gỗ đúng gỗ. Chất liệu sản phẩm đúng những gì chúng em nói trên clip thì bà con nhận giúp chúng em ha. Đó, gỗ này như là qua thời gian nha, nhiều khi nó cũng đây, này chày, chày thôi, chày bình thường. Trà rửa thôi nha, rất là dày, rất là nặng nha bà con. Nó phú quý bắt đầu hạnh phúc bình lâu nha. Một đôi thế này em giao lưu bà con của mình với giá là 16 triệu. Có 16 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Bao kiểm tra hàng chất lượng sản phẩm trước khi mình nhận hàng luôn nha. Đó, bà con mình nếu mà xem không rõ không kỹ những cái vật sản phẩm nào thì bà con mình cứ kết bạn trực tiếp Zalo bên em để em tư vấn đầy đủ cho bà con của mình xem thêm nha. Và đến với mã tiếp theo. Đây, hôm nay là mã số 6, nhất là một cái cây tủ trưng bày. Đó, tích này là tích ngũ phúc nha. Đây, tích này giống như là chữ phúc nha bà con. Đây là thượng tượng cho một cái chú dơi. Đó, bà con mình xem. Cây tủ này trưng bày rất là đẹp, được cắm ốc này, những cái gì người ta cắm bà con mình xem. Cây này nó trong tuổi đời từ 20-30 năm thôi, nhưng mà hàng thì làm tích tiền lạc nha. Ốc thì nó cũng nga theo thời gian 5 tháng rồi bà con mình xem, nó ngã màu bằng trăm luôn đó nha. Đây, chiều cao của cái tủ này nha, mà em đo á là từ đỉnh mão luôn á là tới 2m10, tầm 2m14 nha bà con, khoảng 2m14 nha. Và cái chiều rộng lớn nhất, đó, chiều rộng lớn nhất thế này là 118,
Đấy, chiều ngang 118 nha, chiều rộng ra là khoảng là 40, tầm 39-40 nha. Đó, mấy cái ngăn này bà con mình về mình mở ra mình có thể để đồ đạc mình trưng bày vào. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, hàng bao lần tích liền lạc nha bà con, không hề lỗi lầm. Ốc thì theo thời gian ngã mà luôn chanh luôn. Trên được hình này. Đây bà con mình xem giùm em. Đó, mặt bên trong đây, gỗ là gỗ gõ nha bà con mình xem nha. Ốc bà con mình xem nó theo màu theo năm tháng này nha bà con, rất là đẹp. Và đây cái hộp nữa đây nha, nó rất là nhiều hộp cho bà con mình tha hồ đựng đồ trưng đồ luôn, vật dụng của mình luôn nha. Đây cái gì ở dưới cũng rất là đẹp, người ta chạm rất là đẹp nha, bốn chân. Cây tủ này á bà con mình có thể kết bạn Zalo bên em để em chụp hình thêm cho bà con mình xem thêm, hoặc em quay trực tiếp cho bà con của mình xem thêm nha. Còn bà con mình ở gần á có thể đến trực tiếp để xem khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nha bà con. Nó đẹp rất là viên mãn luôn, từ mặt trước tới mặt sau luôn đây nha. Đó, gỗ thì làm thích hết, gỗ gõ nha bà con, mặt sau lưng người ta hai cái chữ đây nha. Đó, người ta chạm những chữ rất đẹp giống như chữ Song Hỷ á bà con. Đó, bà con mình xem Song Hỷ như ba chữ. Cây tủ này em giao lưu cho bà con của mình với giá là 28 triệu nha, bao ship cho bà con mình là 400 km. Đó, bà con mình ở xa hơn thì hỗ trợ phí ship tiếp bên em sẽ ship cho bà con của mình xa hơn nữa nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha bà con, 28 triệu bao ship 400 km nha. Đó, bà con mình xem không gõ thì kết bạn Zalo thêm bên em nha, để em quay trực tiếp cho bà con mình xem thêm. Và mã kế tiếp này là số 7 dách, một cái chiếc bàn bán nguyệt nha, được cẩm ốc nó màu lóng lánh luôn, bà con mình xem đây. Đây bà con mình có thể nhìn cận để mà thấy những con ốc cái màu của nó nha, rất là đẹp. Bàn bán nguyệt thường người ta để mặt một mặt là mặt trong tường đó nha bà con, mà mình trưng bày cái đồ trưng đồ đó nha. Bàn này em đo là 81 nha, và chiều rộng ra thế này á là khoảng 90. Hàng thì bao làm tích liền lạc nha, mặt là mặt đá, nó mặt đá tàu. Bà con mình xem chân á, chiều dày nó tới là 7 phân rồi, nó rất là nặng nha, cái này được cẩm ốc rất là đẹp. Đó bà con mình xem, đây đá tàu nha bà con, gỗ là gỗ gõ nha. Đó bà con mình xem cái quăng gỗ đây, nó quăng gỗ vẫn còn tự nhiên đó nha. Đó bà con mình xem, đó lành tích liền lạc nha bà con, cũng rất là nặng nha, cái này nói chung rất là nặng, ship đi nó cũng rất cồng kềnh. Đây bà con mình xem đây, em cũng sẽ cố gắng ship cho bà con của mình toàn quốc luôn nha. Cây này em giao lưu bà con mình giá là 12 triệu. Đó, 12 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, bao kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha, lành tích liền lạc lành lặn bà con mình nhận giùm em nha. Và đến với mã tiếp theo số 8 dách, đây em về được một cặp đôm, đó đôm 2 tầng nha bà con mình xem. Đôm này được chạm là hoa văn chi tiết xung quanh, mặt là mặt đá tàu, bà con mình xem rất là đẹp. Với chiều cao như thế này em đo là khoảng 79 nha bà con, 79 nha. Đường kính là 54, đó còn đường kính cái mặt đá lọt lòng bên trong là 40. Và bà con mình có thể được làm cái bàn nhỏ cũng vẫn được, hoặc mình kê đồ trưng đồ những cái cặp bình hoa lọ hoa mình nha, hoặc là những cái chậu kiểng cây lên rất là đẹp nha bà con, đố thì rất là dày dặn. Đó, gỗ này là gỗ gõ nha bà con, bà mình xem giùm em nha. Đây không gõ thì kết bạn Zalo nha, để em chụp cho bà con mình xem thêm. Đó, hoa văn chi tiết từng đường chi tiết một luôn nha bà con, rất nặng nha, nói chung cặp này rất nặng. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 11 triệu nha, 11 triệu bao ship toàn quốc bà con mình luôn. Hàng này nói chung đóng thùng đều đóng thùng đi hết. Đó bà con mình xem chứ không có bó đơn sơ nha bà con, nói chung là phải kỹ càng hết nha. Và mã kế tiếp số 9 này là một cái đôi đôm kiều. Đó, đôm kiều người ta làm kiểu mặt tre, nó chim hoa nha. Đó bà con mình xem, mặt là mặt đá luôn nha. Đây. Đôm này có cái chiều cao á là tới 78 nha bà con. Đó, 78. Đường kính mặt này là nó là 35 đi. Rất là dày nha. Chân đế là 5 phân lận. Chân đế dày 5 phân. Bà con mình xem, rất là dày dặn và nặng nha bà con. Đây, máy hàng này nói chung ship đi xa rất là công kỳ công nha. Nói chung hàng này là tuổi đời từ 20-30 năm, hàng cũ thôi nha bà con, nhưng mà bao bà con mình làm tích liền lạc nha. Có sao thì báo bà con mình vậy. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 7.500.000 nha, 7.500.000 đồng bao ship bà con của mình toàn quốc nha. Đó, rất là đẹp. Và mã kế tiếp này là số 10. Số 10 này thì em có về có một cái dĩa chanh, tức là phu thê viên mãn nha. Đó bà con mình xem chất liệu là gỗ gõ liền khói, nguyên khói luôn nha bà con. Đường chính cái dĩa này khoảng chừng là 33 thôi, chiều cao bao gồm đế khoảng 38. Ốc là 7 màu lóng lánh bà con mình xem. Đây, ốc là khỏi chê màu đâu luôn nha bà con. Đó, một đôi chim nguyên ương nha. Đó, gỗ gõ liền khói nha bà con, cẩm luôn cái đế luôn. Đó, tác phẩm này em giao lưu bà con của mình giá là 3.500.000 nha, 3.500.000 đồng. Bao bà con mình bao ship toàn quốc nha. Rồi mã tiếp theo là số 11. Đây là một cái tô ngũ sắc nha bà con. Này hàng gốm này là gốm tàu, hàng tàu cũ thôi. Đó, tích này là thuận bờm xuôi gió nha.
Đường kính em đo là khoảng 44 thôi, chiều sâu lọt lòng 12, chiều cao của tô là tầm 15 thôi. Hàng không hề bị lỗi lầm nứt mẻ chỗ nào nha. Đó, cái này thường mà con mình về mình nuôi cá hoặc là mình cái chậu trong nhà chân phong thủy, mình trồng hoa sen hoặc là mình nuôi cá nha. Đó, mặc là mình để rửa tay rửa mặt. Rất là đẹp nha, cho ông đế đây. Với giá giao lưu bà con mình là 2.800.000 đồng nha, 2.800.000. Mã số 12 dách, một cặp bình hoa, một cặp bình vuông nha, vẽ màu khắc tay. Đây, chiều cao là em đo là khoảng 48, đường kính miệng là 13, hoành bụng này là 58 thôi. Hàng thì làm tích liền lạc, không hề nứt mẻ tóc gió nha bà con. Hàng tàu cũ nha. Đây, bà con mình cứ về kiểm tra hàng giùm em đúng đồ đúng hàng thì bà con mình nhận nha, làm tích liền lạc. Đó, có sao thì báo bà con mình vậy nha, tích này là tứ quý. Đó, bà con mình xem đây. Vẽ tay vuốt tay hết nha bà con, chứ không phải hàng in nha. Nếu mà in thì cứ hoàn về cho em luôn. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 3.600.000 nha, một cặp 3.600.000. Và mã kế tiếp số 13 dách, một đôi bình bông màu, nó màu xanh nước biển bà con mình xem. Tích giống như là tứ bình vậy đó nha bà con. Đây bà con mình nói chung hàng này là đều hàng gốm tàu cũ hết nha. Cái chiều cao như thế này em đo là khoảng 39, đường kính miệng là 14 thôi. Và hoành bụng là 52. Đây, bà con mình xem lành tích liền lạc nha. Nếu mà hàng cổ có giá trị nó rất là cao nha bà con. Đây hàng cổ thì giá trị mà bà con mình cũng biết rồi nha. Đôi bình này rất là đẹp. Hàng này bao bà con mình cẩm hoa luôn nha. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 3.300.000 đồng. Đó, 3.300.000 bao ship tặng nhà bà con của mình luôn. Mã số 14 dách, đây là một cặp ché. Đây một cặp ché tích là bát tiên nha. Đó, bát tiên. Đây bát tiên hội bằng cờ. Con mình xem đây. Với chiều cao như thế này em đo là 28. Cái hoành bụng này á là khoảng 77. Hàng này là hàng vẽ tay. Đây khắc nổi nha bà con, vẽ tay khắc nổi hết tàu cũ nha. Đó bà con mình xem một đôi. Đó bát tiên hội bằng cờ nha, đang quýnh cờ nha bà con. Đó quýnh dưới gốc cây tùng cho ông đế đâu bà con mình xem. Những cái này thì khi ship đi em sẽ vệ sinh cho bà con của mình sạch sẽ bóng loáng rồi luôn. Đó bà con mình xem, tại vì hàng này về em sưu tầm xong để nguyên vị nha. Đôi này em giao lưu bà con mình giá là 3.200.000 nha, 3.200.000 đồng. Bao ship bao kiểm tra hàng nha. Và mã số 15 dách, một cặp ché vẽ, người ta vẽ này là vẽ những nhiều người cô gái nha bà con. Đây giống như là tứ nương gì đó nha. Có chiều cao em đo là khoảng 46, hoành bụng này là khoảng 86 nha. Đây hàng không hề lỗi lầm nha bà con, chỗ nào có lỗi thì sẽ báo cho bà con của mình luôn nha. Đó bà con mình cứ yên tâm về cứ kiểm tra hàng giùm em, nếu mà có thấy nứt mẻ bể chỗ nào quá thì bà con mình liên hệ bên em nha. Đây bà con mình xem cho ông đế đây nha bà con, một cặp làm tích. Đôi này giá là 3.500.000 nha, một cặp 3.500.000, bao ship bao kiểm tra hàng. Và mã số 16 này là một cặp bình bí nha bà con. Đây bình bí vẽ kỹ rất là đẹp luôn, hàng tàu cũ nha. Đó bà con mình xem, chưa có vệ sinh đây luôn. Ở chiều cao em đo là khoảng 53, đường kính miệng là khoảng 17, hoành bụng này là khoảng 69 nha. Ở hàng cũ nhưng mà tuổi đời em bao bà con mình từ 20-30 năm nha bà con. Đó bà con mình xem, khoảng mười mấy chục năm, 20-30 năm trở lên, chứ không phải là hàng gần bây giờ nha. Có sao thì bà em báo bà con mình vậy. Đây cho ông đế đâu con mình xem giùm em. Đôi này nói chung là rất là đẹp nha bà con. Đó bà con mình xem đây, ông già câu cá nha. Đây cặp này giá cho luôn bà con mình là 3.600.000 nha, 3.600.000. Đó bao ship cho bà con của mình luôn nha. Và mã tiếp theo số 17 em có một cặp tỳ hưu bằng đồng. Đó chất liệu là đồng cũ nha, tỳ hưu là một loại linh vật nha bà con. Chiều cao là khoảng 16, chiều dài của nó 18 thôi. Hoành tổng là 40 nha. Đó chất liệu là bằng đồng, về bà con mình đánh bóng sinh rất là đẹp. Đôi này nặng là khoảng 3.4 kg. Đây giá em giao lưu bà con mình chỉ là 2.200.000 thôi, nặng 3.4 kg nha. Nó một cặp tỳ hưu giữ tiền nha bà con. Rồi mã tiếp theo là số 18 là một cụ cốc. Cụ cốc giữ tiền luôn. Đó bà con mình xem. Bên dưới là 8 con cốc nhỏ nha. Chiều cao em đo là khoảng 20, hoành tổng này là 68 nha, nặng 6 kg. Ở trên lưng có một cái thỏi vàng bằng kia luôn, mọi người xem đây. Đây rất là đẹp, bằng đồng cũ nha bà con. Đây cho ông đế đây nha. Cốc này em giao lưu bà con của mình là giá 2 triệu đồng nha, 2 triệu đồng cũ cốc nha bà con, 9 con cốc đó nha. Rồi mã tiếp theo số 19, tác phẩm cuối clip ngày hôm nay là một đôi. Đôi này là đôi voi. Đây voi như ý nha. Chiều cao là khoảng 12, chiều dài này là tầm 26 thôi. Hoành hoành nha bà con, hoành đế nha. Đó bà con mình xem 26. Đôi này nhìn rất là duyên nha, nó có quẩy cái bình hồ lô trên lưng luôn. Còn đây là cổng một cái chú voi con nha. Đôi này nặng 1.5 kg. Giao lưu bà con mình giá 1.500.000 thôi nha, bao ship cho bà con của mình luôn nha bà con. Cho xem cái mọc cái đây. Này là đồng cũ nha bà con, xem giùm em. Nó chất liệu đồng cũ. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lại Nguyên cũng xin mến chào bà con nha.
Mến chúc bà con mình trên mọi miền Tổ quốc có một ngày xem kênh thật là vui vẻ bên gia đình, an khang thịnh vượng nha. Thì trong lúc thời gian quay clip có điều chi sai sót các mong bà con của mình thông cảm nha. Nhân xin kính chào, hẹn clip kế tiếp ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của chúng em nha. Các bà con theo dõi kênh hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp tụi em có thêm động lực làm những clip mới nha bà con.